Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng máy tính. Thì tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách sử dụng Word, Word 2007 hoặc là Word 2010 trên máy tính các bạn nhé, dành cho các bạn mà mới sử dụng lần đầu. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cách mà đóng khung và tô nền cho đoạn văn nhé, đóng khung và tô nền cho một cái đoạn văn. Đó, thì gọi là một cái thao tác ở trong Word thôi đấy. Thì hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách này. Thì chia sẻ các bạn ở đây thì mình có chuẩn bị một cái đoạn văn nhé, một cái đoạn văn bất kỳ thôi để mình lấy làm ví dụ cho các bạn thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ chia sẻ các bạn trước là về cái định dạng cái đoạn văn này đấy nhé. Đó, định dạng cái văn bản này đã, để cho nó theo đúng theo quy định nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ bôi đen lên nhé, bôi đen hết toàn bộ văn bản này và mình sẽ canh đều hai bên. Đó, canh đều hai bên. Đó, và chúng ta chọn phông chữ là Times New Roman các bạn nhé, Times New Roman này. Và cỡ chữ 13 hoặc là 14 nhé. Ở đây thì mình sẽ lấy cỡ chữ 14 luôn. Rồi, còn tiêu đề thì mình để lớn lớn như vậy để cho các bạn dễ theo dõi nhé. Đó, thì thứ hai là bây giờ chúng ta phải canh lề. Đấy, canh lề cho đoạn văn này, canh lề cho cả cái văn bản này luôn. Thì các bạn sẽ vào cái mục là Bờ Layout này. Đó, Home này, Insert Bờ Layout này. Sau khi vào Bờ Layout thì các bạn sẽ vào cái mục Margin. Đó, Margin. Đó. Sau khi vào Margin thì các bạn sẽ kéo chuột xuống cái dòng dưới cùng nhé. Trong dưới cùng các bạn đi vào cái mục là Custom Margin. Đó. Các bạn kích vào Custom Margin thì lúc này nó sẽ có một cái cửa sổ hiện ra này. Và chúng ta sẽ canh lề cho nó. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ thường là lề trên thì chúng ta thường là lấy 2. Đó. Và lề dưới chúng ta lấy 2. 2cm các bạn nhé. 2cm này. Lề trái thì thường là chúng ta lấy theo là 3cm nhé. Theo quy định của Việt Nam mình là lề trái là 3cm. Còn lề phải thì 2 hoặc là 1.5. 2 hoặc là 1.5 thì ở đây mình sẽ lấy là 1.5 nhé. 1.5. Vậy là trên 2, dưới 2. Trên 2 này, dưới 2. Trái 3, phải 1.5. Rồi sau đây chúng ta kích vào là OK để chúng ta chọn nhé. Đó, như vậy các bạn thấy không? Văn bản nó sẽ tràn sang phía bên phải một chút. Như thế này thì nó không đẹp lắm đúng không? Thì ngoài ra, ngoài cái việc mà các bạn mở cái canh lề ra thì các bạn có thể là kích đục chuột trái vào cái thanh thước đứng ở bên trái này này. Đó, kích đục chuột trái vào đây để mở lên. Ở đây mình sẽ chọn 2 các bạn nhé, cho nó đẹp một chút nhé. Chọn 2 đi. Trái 2, bên phải 2 nhé. Rồi, kích OK. Thì nó sẽ canh lề đúng theo quy định luôn. Rồi. Thì sau khi canh lề thì ở đây mình sẽ giảm cái đoạn này ra các bạn nhé. Ví dụ như đoạn thứ nhất ở đây là có một cái đoạn này này. Đó, thì nhân tiện là mình chia sẻ luôn. Đó, đoạn thứ nhất này. Rồi, đoạn thứ hai đúng không? Đoạn thứ nhất thì mình sẽ bôi đen ở đây đi nhá. Rồi, thôi khỏi. Ở đây là đoạn thứ nhất này. Rồi, đoạn thứ hai nhá. Đoạn thứ ba này. Mình sẽ giảm cái đoạn này ra. Đó, giảm ra một chút bởi vì cả cái đoạn này nó hơi gần nhau. Đó, thì để giảm các cái đoạn này ra cách đều nhau thì các bạn sẽ làm như sau. Đó, các bạn sẽ bôi đen hết nhé, bôi đen hết cái toàn bộ văn bản. Sau đây các bạn vào cái mục paragraph này. Các bạn chú ý là cái chỗ paragraph nó có một cái mũi tên nhỏ ở đây nhé, bạn nào tinh mắt thì sẽ nhìn thấy. Rồi các bạn kích chuột trái vào đây nhé. Thì hầu như là các cái thao tác ở trên Word là các bạn sử dụng chuột trái hết các bạn nhé, hầu như là vậy. Đó, các bạn kích chuột trái vào đây. Chúng ta sẽ vào paragraph này. Thì sau khi vào paragraph rồi thì chúng ta sẽ chú ý vào cái mục Sparking ở dưới này. Sparking ở đây nhé. Sparking ở đây sẽ có cái mục là Before. Before là có nghĩa là khoảng cách với cái đoạn ở phía trước. Đó. Và After là khoảng cách so với cái đoạn phía sau. Thì thường thường là Before thì chúng ta sẽ thường thường là chọn 6, 10 hoặc là 12. 6, 10 hoặc 12. Và hai cái này thì các bạn nên chọn giống nhau nhé. Thì các cái đoạn nó sẽ cách đều nhau thì văn bản nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ như là ở phía trước đoạn, khoảng cách đoạn phía trước là mình sẽ lấy 10 đúng không? Mình có thể là gõ 10 vào đây này. Đó. Hoặc là các bạn sẽ kích vào cái nút mũi tên này, để các bạn tăng giảm. Đấy. 10 này. Đó, mình sẽ lấy 10 nhá. Đó. Đoạn sau cũng 10 luôn thì nó sẽ đẹp hơn nhá. Hoặc là các bạn có thể là lấy 12. Thường thường là lấy 12 hoặc là 10 các bạn nhá. Rồi sau đây các bạn kích vào là OK. OK nhá. Đó. Như vậy là mình thấy là vẫn chưa giảm ra đúng không? Thì mình sẽ cho nó lớn hơn một chút nữa. Vào đây. Mình sẽ lấy là lên 12 luôn. 12 này. Đoạn sau cũng 12. Before là khoảng cách ở đoạn trước và after là khoảng cách ở đoạn phía sau nhá, và mình chọn OK. Nó sẽ giảm ra một chút được các bạn nhé.
Giảm thêm nữa. Vì lát nữa mình sẽ kẻ khung cho các bạn thấy nha. Mình sẽ lấy lên khoảng 20 đi. Mình sẽ giảm cái khung ra cho các bạn thấy luôn nhé. 20 này. Đấy, 20. Rồi. Bấm Enter là xong nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái nội dung thứ ba, đó là kẻ khung các bạn nhé. Kẻ khung. Kẻ khung cho một cái đoạn văn bản. Tức là đóng khung đấy. Đóng khung và tô nền cho đoạn văn bản. Thì sau khi định dạng văn bản xong rồi thì chúng ta sẽ đóng khung và tô nền. Ở đây thì mình sẽ lấy một cái đoạn đầu tiên đi nhá. Mình sẽ lấy một cái đoạn đầu tiên này đi này các bạn này. Đó, mình đóng khung cái đoạn này. Thì trước tiên là các bạn phải bôi đen nhá. Bôi đen cái đoạn này. Bước tiếp theo là các bạn sẽ nhìn lên cái phần mà gần với cái hình chữ xô này này. Các bạn kích vào cái mục này. Các bạn kích vào cái chuột trái vào đây. Và các bạn sẽ chọn đóng khung, thì ở đây rất là có nhiều cái định dạng đóng khung. Ở đây mình có thể là chọn cái mục này đi. Chọn cái mục này để đóng khung xung quanh nhá. Đó, như vậy là nó sẽ đóng khung lên luôn các bạn này. Đó, thấy chưa? Đấy. Cái khung này chúng ta có thể là khung này ở đây đang chọn màu đỏ các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tô nền cho cái khung này, đúng không? Tức là mình đã đóng khung cho cái đoạn văn này rồi, bây giờ mình sẽ tô nền thì chúng ta cũng bôi đen lại nhá, bôi đen lại. Mình cũng vào đây luôn. Mình cũng kích vào cái biểu tượng một bên cái thùng sơn này luôn. Đó, mình kích vào đây. Và chúng ta chọn cái dòng dưới cùng nhá. Các bạn chú ý là chọn cái dòng dưới cùng nha, là border and shading. Border and shading, các bạn kích chuột vào đây. Đó, thì ở đây mình có thể là chọn màu này. Chúng ta cái đầu tiên là style, có nghĩa là chọn cái kiểu đường viền cho khung. Đó, thì mặc định ở gột ấy, mặc định của gột là họ sẽ chọn cái đường liền đúng không? Ngoài ra thì các bạn có thể chọn những cái đường khác nữa. Đó. Đó, ví dụ như những cái đường này. Đấy. Đó, mình ví dụ như là mình chọn cái đường này chẳng hạn này. Để xem thế nào nhá. Là chọn đường này. Đây là cái rồi cái mục tiếp theo là mục width là chọn cái độ đậm của cái đường viền, thì mình có thể là chọn các cái mục ở đây, ví dụ như 1/4 này, 1/2 này, 1/2 thì nó sẽ đậm hơn nữa, 3/4 thì đậm hơn. Ví dụ như mình chọn 1/4 đi nhá. Rồi sau đây chúng ta chọn OK. Đó, như vậy là mình đã đóng khung đây các bạn nhé, đóng khung nhé. Nhưng mà mình thấy cái khung này nó cũng không được đẹp đẹp lắm đúng không, thì mình có thể là chọn lại nhá. Chọn lại thì mình cũng bôi đen đi, sau đấy mình vào lại thôi, vào lại và chọn cái dòng cuối cùng border and shading. Mình chọn đường liền đi. Đó, rồi mình chọn màu đỏ luôn các bạn nhá. Rồi chọn màu thì để chọn cái màu đường viền thì các bạn vào cái color này này. Đó, các bạn chọn màu nhá. Đấy. Đó. Đó, rồi chọn cái độ đậm thêm chút nữa đi, chọn đậm thêm chút nữa thì chúng ta cũng kích vào cái mục là width để chúng ta chọn đậm thêm chút nữa đấy. Chúng ta mình có thể là chọn vào 2/1/4 và chọn OK. Các bạn thấy không, nó đẹp hơn rồi đúng không? Rồi thì như vậy là sau khi đóng khung xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tô nền nhé, tô nền cho đoạn văn này đúng không? Thì chúng ta tô nền thì các bạn sẽ làm như sau, các bạn cũng bôi đen cái đoạn văn này nhé, sau đấy các bạn kích vào cái chỗ lúc này đó, cái chỗ này. Rồi các bạn vào tiếp border and shading dòng cuối cùng đó, và tô màu nền thì các bạn cũng vào chọn vào cái mục là shading. Đây, shading thì ở đây là do chưa có màu nền cho nên là mình chọn là no color, cũng nghĩa là chưa chọn màu. Thì bây giờ để chọn màu thì các bạn kích vào đây thôi, kích vào cái nút mũi tên sổ màu đen này này để các bạn chọn màu. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cái màu xanh lá cây này nhá. Đấy, màu xanh này hoặc là màu vàng gì đó. Đấy, mình chọn màu xanh lá cây này chẳng hạn này. Đấy, rồi sau đấy chúng ta bấm ô, bấm OK nhá. Đấy, như vậy các bạn thấy không, như vậy là cái màu này mình đã chọn cái màu nền cho nó rồi, tô toàn bộ luôn nhá, toàn bộ cả cái khung này luôn nhá. Bây giờ chọn lại thì mình phải làm lại thôi, nếu mà chọn màu khác thì mình phải làm lại đó. Các bạn cũng vào lại đây thôi, shading thôi. Chọn cái màu chẳng hạn như chọn màu tím chẳng hạn đó. OK, màu tím thì nó lại hơi 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 đậm quá các bạn. Rồi tạm thời để như vậy nhá. Đó. Rồi. Thì cái nội dung chính ở trong cái video này thì chia sẻ các bạn về cách đóng khung thôi và tô nền cho một cái đoạn văn nào đó nhá, đoạn văn nào đó ở trong này thôi. Đó. Rồi. Thì thông qua cái video này thì mình cũng sẽ chia sẻ các bạn về cái cách các bạn truy cập vào cái kênh của mình luôn nhá. Đấy, bây giờ các bạn có thể là mở cái trang chủ của YouTube lên nhá, YouTube, hoặc là các bạn mở trang chủ ở trên điện thoại. Đó, thì sau đây các bạn sẽ kích vào cái phần tìm kiếm này nhé, các bạn gõ không dấu vào. Đó. Các bạn gõ không dấu là khám phá cuộc sống TV các bạn nhé, khám phá cuộc sống TV. Đó, không dấu. Sau đây các bạn kích vào cái nút bên phải này này để các bạn tìm kiếm video nhé.
Đó. Thì đây là cái kênh của mình các bạn nhé, đây là cái kênh của mình này, các bạn kích vào cái hình đại diện nhé, cái hình avatar này này. Rồi, thì sau khi truy cập vào cái kênh của mình ấy, thì bước tiếp theo là các bạn sẽ vào cái mục danh sách phát nhé, danh sách phát. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn sẽ nhìn sang bên phải, các bạn kích vào cái nút mũi tên này này để các bạn tìm kiếm video nhé, để tránh trường hợp làm mất thời gian của các bạn nhé. Đấy. Rồi. Ở đây thì trong cái phần danh sách phát đã tạo này thì mình để rất là nhiều cái mục này. Đó. Ở trong này thì mình có để một cái mục đó là hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu nhé. Thì trong cái mục này thì mình chia sẻ rất là chi tiết các cái video, chủ yếu là dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu thôi, hoặc là những người lớn tuổi và người già. Ví dụ như là cách sử dụng bàn phím này, cách sử dụng chuột, rồi cách gõ tiếng Việt ở trên máy tính đấy, hoặc là cách truy cập mạng để đọc báo, để xem phim. Đó, thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé, để các bạn tham khảo thêm. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn thực hiện thành công. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.